Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thành Hảo sau khi giải quyết xong ba top đám thiên kiêu của Học viện Thiên Thần tiến vào, thì hắn bắt đầu đi sâu vào trong vạn cổ để tìm kiếm lục đạo luân hồi thiên công. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Hắn cất bước, khu mỏ vạn cổ này vô cùng tối tăm, từng luồng khí lạnh phá tới, tay hắn cầm vạn linh đồ, trên người mặc áo giáp trụ để phòng ngừa xảy ra chuyện xấu nhất. Đây là tự vệ và cũng là đang muốn liều mạng. Hắn sẽ không bao giờ quên sự tiếc nuối lẫn khát vọng ra sao của đạo tràng chí tôn Tề Đạo Lâm. Người này muốn lục đạo luân hồi thế nhưng lại không được, chỉ biết ăn trộm của trong nhà, muốn sáng tạo nên một pháp môn tương tự, kết quả khiến cho thiên hạ căm tức và tạo nên tiếng xấu như hiện tại. Đây chính là truyền thừa thuộc về cung điện chí tôn, không biết vì lý do gì mà lại giấu ở nơi này. Thanh Hạo có rất nhiều điều không hiểu, nhưng dù nói gì đi nữa thì cũng phải mang đi cho bằng được. Trôi qua không biết bao lâu, chân của Thạch Hạo không ngừng cất bước thế nhưng vẫn chẳng hề thấy được phần cuối, đồng thời loại sát cơ kia vẫn không ngừng gây tổn hại trên người của hắn. Lúc này những quy tắc xung quanh tựa như là những lưỡi dao sắc bén chém về người Thạch Hạo, phát ra những đốm lửa nhỏ, thân thể hắn run bần bật, việc này chứng tỏ hắn đang gặp phải công kích vô cùng khủng khiếp. Đây chính là kết quả do chiến y lôi đế, vạn linh đồ bảo vệ mà thành, nếu như không có chúng thì trời mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. Rốt cuộc cũng đã tới, Thạch Hạo líu lưỡi, vốn tưởng rằng nơi đây sẽ là nơi lấp lánh, có đầy kinh thư cổ, thế nhưng hoàn toàn trái lại, không phải là hầm mỏ, không phải là tịnh thổ. Nơi đây là một tòa kiến trúc to lớn đầy ngột ngạt, tối đen một màn. Một tòa kiến trúc cổ đen kịch là có ý gì? Thạch Hạo tới gần, cảm giác trong lòng là không cách nào tin được. Hắn lặng yên quan sát nơi đây. Nơi đây được kiến tạo từ năm tháng nào? Trong một tòa mỏ quặng cổ tại sao lại có những thứ này? Chẳng lẽ nơi này ẩn chứa bí mật động trời nào đó ư? Thạch Hạo không rõ, hắn không ngừng suy nghĩ, cảm thấy bản thân có khả năng suy nghĩ quá nhiều. Sau đó không lâu thì hắn tập trung tinh thần tới cao độ, từ từ bước tới, hắn muốn đi vào trong. Thạch Hạo đẩy ra cánh cửa lớn đang ngăn cản phía trước, tiếp đó bước vào một cung điện màu đen ngòm tựa như dấn thân vào một tòa cung điện tối tăm vậy. Cùng lúc đó, Thạch Hạo ngửa đầu bay ngược ra ngoài và nện thẳng lên vách đá, lập tức tiếng xương cốt rạn nứt không ngừng truyền tới. Nơi đó là nơi nào, là do đám sinh linh nào tạo nên, tại sao lại như thế? Khí tức vô cùng áp sát tới, áp lực vô cùng mạnh mẽ, tựa như là hàng loạt hành tinh đang đập tới. Thạch Hạo sợ hãi, tóm lại nơi đây là một cửa ải vô cùng khó khăn để vượt qua, nếu không có bạn linh đồ bảo vệ thì hắn sớm đã bỏ mạng rồi. Hắn cố gắng cắn răng bước về trước, rốt cuộc thì cũng đã đi vào, bước vào trong cung điện đen ngòm kia. Nhưng vẻ cô tịch nơi này khiến cho người người sợ hãi, người người run rẩy, quả đúng là nơi thích hợp để rèn luyện bản thân, sát khí quá kiếp người. Thạch Hạo run rẩy cơ thể, hắn chịu phải y thế quá lớn khi bước vào nơi đây, thiếu chút nữa thì bản thân đã bị giải thể rồi. Hắn gian nan cất bước vào trong, áp lực mà hắn chịu phải không cách nào tưởng tượng nổi, bản thân tự như muốn nổ tung, hắn bị ép vào quỳ rạp dưới mặt đất không cách nào nghỉ ngơi được. Thạch Hạo nhìn thấy có 6 bóng người, mỗi người với một loại tư thế đầy đặc biệt, tự như đang tu hành và cũng như đang kết ấn. Là những người như thế nào, dù bất kỳ một ai cũng vô cùng khủng khiếp, dọc theo con đường đi tới nơi này luôn luôn có khí tức kinh thế phun trào, làm cho người khác nghẹt thở, tất cả đều do bọn họ tạo thành. 6 bóng người, lục đạo luân hồi. Thạch Hạo thều thào nói, hắn rất khó khăn mới đứng thẳng được cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm 6 người, nhìn tư thế của bọn họ, thể ngộ thần vận của bọn họ, đây thực sự là loại truyền thừa vô thượng kia sao? Trong nháy mắt, Thạch Hạo như nhập ma, hoàn toàn chìm đắm vào trong, không thể tự kiềm chế được. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác một cơn bát lạnh ùa tới và thoát khỏi loại trạng thái gần như tẩu hỏa nhập ma này. Lúc này chợt cảm thấy trong miệng không ngừng ứa máu. Thạch Hạo tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này chỉ vì tìm hiểu loại thiên công kia mà suýt chút nữa mất mạng. Đúng rồi, chỉ có thức mở đầu, chỉ có 6 bóng người, cũng không có kinh văn. Ta tu hành lung tung như vậy thì chỉ sẽ đẩy mình vào vực sâu mà thôi. Thạch Hạo cảnh giác, ánh mắt trong suốt trở lại, không nôn nóng mà hoàn toàn bình tĩnh lại. Bây giờ tiếng kinh văn cũng không hề vang lên nữa, cũng không có truyền thừa thật sự, chỉ dựa vào 6 loại tư thế này thì hắn khó có thể hiểu được toàn bộ. Bộ thiên công này đại bác tinh thâm, cực kỳ phức tạp. Khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại thì Thạch Hạo khôi phục lại tâm tính vốn có, lấy trạng thái bình tĩnh nhất xem kỹ toàn bộ nơi đây, tìm kiếm pháp môn mình cần. Người này, bỗng nhiên Thạch Hạo chú ý tới người thứ 6, mi tâm của người này có chút đặc biệt, tuy rằng đã chết cả một kỷ nguyên, thế nhưng mi tâm không ổn định kia lại ngẫu nhiên có tia sáng lấy lên. Ấn ký tội huyết, Thạch Hạo khiếp sợ, đây là tổ tiên của tội huyết nhất mạch sao, ấn ký nơi mi tâm của hắn chính là ký hiệu đó, tổ tiên của ta. Trong lòng Thạch Hạo khó có thể yên tĩnh, chuyện này khiến cho hắn giật mình, trong 6 đại cường giả này còn có một người là tội huyết. Hắn chết như thế nào? Thạch Hạo muốn biết. Hắn đi quanh người này, trong lòng dâng lên một sóng biển ngập trời, bởi vì cảm giác được một luồng tang thương cùng với một loại khí tức đẫm máu. Trên thân của người này không có vết thương gì, tựa hồ không hề tổn hại. Thế nhưng sau khi Thạch Hạo mở thiên nhãn thì cảm thấy trong da thịt người này chằng chịt vết thương, đứt gân gãy xương, thương thế thật sự rất nặng. Đặc biệt xương sọ của người này lại vô số vết rách, thiên linh cái đã từng vỡ nát qua. Thạch Hạo hít vào một hơi lạnh. Năm đó người này đến cùng trải qua chiến đấu như thế nào? Vì sao thê thảm như vậy, có vẻ rất bi thương. Sau đó hắn lại tiến một bước thông qua thiên nhãn quan sát, hiểu rõ không ít tình huống, nơi da thịt có rất nhiều mũi tên đứt rồi, lưỡi mau bẻ gãy, mũi kiếm vỡ nát các loại. Thạch Hạo trợn mắt quát mồm, cảm thấy lòng dân ức quá thê thảm. Trong nháy mắt mà thôi, hắn phảng phất nghe và nhìn thấy một bức tranh với tiếng kêu giết rồng trời. Đó là một chiến trường cổ xưa, cao thủ như mây không ngừng đánh hạ các ngôi sao xuống dưới, đại chiến gay cấn đến tột độ. Một vị cao thủ tuyệt đại bị vây công và không ngừng xung kích từ phía chẳng hề có mục đích nào cả, thần quang soi sáng, tiên khí tràn ngập, hắn không ngừng bị chặn đứng đường đi. Trên người hắn cắm đầy binh khí, máu tươi đầm đìa, thế nhưng vẫn không
hề buông xuôi, chinh chiến không ngớt, mãi đến khi máu huyết chảy hết thì mới chấp nhận chết trận. Thạch Hạo khiếp sợ, hắn lập tức nhận ra đó là Biên Hoang. Tòa thành kia giống như đúc thành trì mà năm đó bản thân đã nhìn thấy ở tế đàn trên thuyền cổ màu đen, không ngờ lại là nó. Chẳng lẽ nói người này là một trong bảy vương chấn thủ Biên Hoang? Thạch Hạo khiếp sợ nhìn chằm chằm bộ thân thể này, nội tâm sục sôi, tâm tình kích động khó tự kiềm. Thạch Hạo chỉnh đốn lại tâm tình, giúp bản thân bình tĩnh trở lại, không còn suy nghĩ thêm về những điều này. Tiếp đó bắt đầu cân nhắc làm sao ngộ đạo, làm sao mới có thể thu được lục đạo luân hồi thiên công. Đây là truyền thừa của cung điện Chí Tôn, uy lực từng phủ khắp cả thiên hạ, nhất định phải đạt được. Nhưng mà mặt hắn khống chế cốt văn, nhiều lần thử nghiệm nơi này vẫn bình lặng như thường, tiếng tụng kinh trước kia vẫn chưa hiện ra. Cuối cùng vẻ mặt của hắn biến ảo không thôi và nhìn chằm chằm vị tổ tiên tội huyết kia, hắn cắn răng nói, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần thôi. Sau một khắc, mi tâm của hắn phát sáng, hắn đang khống chế tội huyết, vận chuyển tinh lực mạnh mẽ nhất làm cho ký hiệu chỗ mi tâm hiển hiện, in dấu vào trong hư không. Trong nháy mắt, hào quang vô tận, thần mang phá không, nơi này cực kỳ óng ánh. Hắn muốn dùng dấu ấn phù văn này cộng hưởng với phù văn ở mi tâm tuyệt đại cao thủ kia, từ đó tìm kiếm cơ hội. Quả nhiên, cho dù vị cao thủ vô thượng kia đã chết, thế nhưng dấu ấn trên xương trán vẫn còn, chưa từng tiêu tan, và lúc này cũng thức tỉnh theo và cùng nhau cộng hưởng. Gợn sóng lớn lao như bài sơn đảo hải truyền ra khắp cả bầu trời, bao phủ cả tòa cổ điện. Mi tâm của Thạch Hạo phát ra một vệt sáng tựa như nối liền với dấu ấn ký hiệu kia của đối phương, tất cả đều thay đổi cả. Trong phút chốc, tựa như luân hồi hàng trăm kiếp lại như ánh bình minh mới mọc, một mảnh sắc thái sặc sỡ, thần âm nổi lên. Hai tai của Thạch Hạo ù vang tựa như hoàng chuông đại lưỡi nổ vang và quanh quẩn trong lòng. Đạo pháp sẵn có vọt vào thần thức đánh tỉnh vẻ mù mờ của hắn là vô thượng áo nghĩa. Lúc này tất cả đều thay đổi, Thạch Hạo giao cảm cùng với cường giả tuyệt đại kia nên đã nghe được tiếng tụng kinh. Lần này tiếng tụng kinh vô cùng rõ ràng và chân thật quanh quẩn bên tai, toàn bộ đều nghe rõ khiến hắn như mê như say. Lục đạo luân hồi thiên công, bộ này đang không ngừng phân tích và được một người trẻ tuổi yên lặng lắng nghe. Không thể không nói, môn thiên công cổ xưa này bát đại tinh thâm, mặc cho Thạch Hạo là một kỳ tài tu luyện, thiên tư ngút trời thì cũng phải không ngừng câu mày suy tư đủ kiểu. Hắn không thể không cố gắng nhớ thật kỹ bộ kinh văn này, có nhiều chỗ quá tối nghĩa, trong thời gian ngắn không thể hiểu rõ được, chỉ có thể tạm gác lại sau này. Tiếng kinh văn không dứt, đôi mắt Thạch Hạo càng lúc càng trở nên thâm thúy. Hắn đứng nơi đây lắng nghe âm thanh bản nguyên của đạo, tìm hiểu loại vô thượng thiên công này. Lúc này hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, tất cả đều như đang ngưng trệ. Hắn tự như một tượng đá tồn tại cùng đất trời này, ăn khớp cùng với thời cổ đại kia, vạn vật sinh tồn ở nhân gian trăm ngàn đời. Sau đó thời gian tự như hỗn loạn, mà Thạch Hạo cũng sinh ra cảm giác kỳ dị, bản thân như đang tỉnh lại và cũng giống như đang ngộ đạo vậy. Trong chớp mắt, hắn tự như trải qua muôn đời, xem hết những thế thăng trầm và phù phiếm. Trong bất chợt, hắn giống như vừa mới đạt được lục đạo luân hồi thiên công và bắt đầu lĩnh ngộ, cảm giác rất quái dị và cũng rất mâu thuẫn. Giờ này khắc này hắn cảm thấy lúc thì mình như tới từ cổ đại quên đi tất cả, lúc thì lại cảm thấy mình như đang sững sờ trong chốc lát, đang ngóng nhìn về tương lai. Hắn như lạc lối và có chút không nhớ mình là ai. Mãi đến tận rất lâu sau, Thạch Hạo bỗng nhiên giật mình há miệng phun ra một ngụm máu lớn, lúc này mới thoát khỏi loại trạng thái kỳ diệu như vậy. Thật lợi hại, Thạch Hạo thán phục, đây chính là lục đạo luân hồi thiên công sao? Đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Càng tìm hiểu Thạch Hạo càng cảm thấy sự bao la của pháp môn này chẳng chắc sẽ được gọi là thiên công. Hai tay Thạch Hạo kết ấn, hắn bắt đầu mô phỏng theo cái sáu đại cường giả kia, bởi vì mỗi người đều đang biểu diễn một loại tư thế, vừa sâu xa vừa khó hiểu, không thể suy đoán. Trước kia lúc chưa có được kinh văn, khi Thạch Hạo tìm hiểu thức mở đầu của bọn họ thì đau đầu như rạn nứt, mơ hồ một mảnh, căn bản không thể hiểu được. Có thể hiện tại Thạch Hạo đã hiểu, tự như vừa ngộ ra trong chớp mắt vậy. Hắn cẩn thận quan sát kỹ càng thân thể của sáu đại cường giả, chăm chú tìm hiểu áo nghĩa vô thượng ẩn chứa trong đó. Đây mới chỉ là thức mở đầu thôi. Thạch Hạo than thở, sáu loại thức mở đầu liền lợi hại như thế, làm cho hắn càng xem càng mê muội, không thể tự thoát ra được. Thức mở đầu thứ nhất, Thạch Hạo đã hoàn thành trong nháy mắt, trời long đất lở, một thế giới hùng vĩ và thanh tú phản phất xuất hiện và phả vào mặt. Cứ như vậy, Thạch Hạo hiểu được sáu loại thức mở đầu, thực lực vượt qua năm xưa, có thể được xưng là siêu phàm nhập thánh. Cuối cùng hắn luyện xong rồi. Giờ phút này mưa bão sấm sét, sao lớn vượt ngoài, tất cả tự như giáng lâm xuống nơi này. Ngoài ra còn có các loại sinh vật cổ cùng với núi sông vạn vật đồng loạt hiện lên, mờ mờ hồ hồ. Đây chính là dị tượng sau khi thiên công vừa mới thi triển xong, là dáng vẻ do thức mở đầu thể hiện. Thạch Hạo chợt cảm thấy thiên công này vô cùng đáng gờm, vượt qua sức tưởng tượng của hắn, còn có những điều thần bí chờ hắn tìm hiểu, uy thế đầy bất ngờ sẽ từ từ bày ra trước mắt. Thế nhưng, hiện tại như vậy là quá đủ rồi, tại cảnh giới thánh tế mà hắn đi đến một bước này, vận chuyển sáu đại thức mở đầu cũng coi như là quá giỏi, tất cả như nước chảy thành sông, tu đạo đã thành công, tiếp theo chỉ cần bản thân tăng lên một đại cảnh giới, thì những đặc thù và uy thế tương ứng của môn thiên công uy thế sẽ nổi xuất hiện theo. Đẩy ra cửa điện màu đen, rồi Thạch Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn sáu đại cường giả lần cuối cùng, tiếp đó hắn đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Thạch Hạo bình tâm tĩnh khí lấy ra một ao bảo dịch. Bên trong có các trường sinh dược như lá cây, cọng rễ các loại, hắn quyết định dùng thứ này để tẩy tủy lột cốt, gột rửa lại thân thể lần cuối. Mấy ngày sau, một ao trường sinh dịch đều bị bốc hơi, hóa thành sương mù tràn ngập nơi này. Tiếp theo, nơi da thịt Thạch Hạo xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu vàng óng đếm không xuể. Thứ này điên cuồng nuốt chửng khí tức tiên đạo xung quanh, nuốt hết những sương mù kia. Tinh hoa một ao dược dịch này bị hấp thu hoàn toàn, luyện hóa sạch sành sanh. Cùng lúc đó, quanh thân Thạch Hạo bắt đầu rạn nứt, xương cốt đứt đoạn, nội tạng bay nhầy, hắn giống như rơi vào cảnh giới thể ngay tức khắc, cả người đều muốn tịch diệt, không còn tồn tại nữa. Muốn tân sinh, trước hết phải diệt độ, muốn lột xác là phải bắt đầu từ thứ bản nguyên nhất kia, như vậy mới có thể niết bàn. Mà lúc này nguyên thần của hắn niết bàn cũng đến
hồi kết thúc, bỗng nhiên Thạch Hảo nghe được tiếng bước chân có người đang đến gần. Chỗ hắn chọn ra rất yên tĩnh, ấy vậy vẫn bị người khác tìm tới và quấy rầy, thật là trùng hợp. Ồ, nơi này có một người, cả người là máu đen, hắn bị thương nặng, một thanh niên nói. Một cô gái trẻ khác thì lại nhíu mày, trong mắt phát ra thần quang. Ngay sau đó lộ vẻ nghiêm túc nói, sai rồi, hắn đang thoát thai hoán cốt, thực hiện một lần niết bàn. Cái gì? Những người khác nghe vậy đều hãi hùng khiếp vía. Đây là một đám trẻ tuổi kiệt xuất gồm mười mấy người, nữ có, nam có, đều rất trẻ trung, quan trọng nhất là vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì mỗi người đều có tiên khí vòng quanh thân thể rất kinh người, một đám người như vậy đi chung với nhau đủ khiến bất kỳ một thế lực lớn nào cũng phải chấn kinh. Thạch Hạo vừa nhìn liền biết bọn họ đến từ thư viện thiên thần, cũng chỉ có chỗ đó mới có thể tập trung được một nhóm thiên tài kinh diễm trong cửu thiên thập địa như vậy. Trên thực tế đúng là như vậy, đây là học sinh của thư viện thiên thần, ban đầu mỗi lần đi xuống tuyệt không quá 5 người, là đề phòng ngừa toàn quân bị diệt, tránh việc tổn thất nghiêm trọng. Chỉ là trong mấy ngày vừa rồi Thạch Hạo bế quan thì có 5 người mượn cửu hoàng lô đi xuống, vừa hay lại tránh được Thạch Hạo không gặp nguy hiểm gì. Sau khi bọn họ tìm kiếm chẳng chút kết quả thì bình an lui trở lại, chuyện này tự nhiên gợi ra náo động, dẫn đến các thiên tài khác cũng muốn tiến vào cổ quán Thái Sơ, vậy nên số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Hắn biết bạn được là nhờ dược dịch kia, không hề kém hơn chân hoàng huyết trì trong thư viện chúng ta, có người sợ hãi nói, rốt cuộc cũng hiểu rõ bí mật nơi đó. Nhưng mà cái ao kia đã sắp khô cạn, hầu như không còn lại cái gì, đã bị người trẻ tuổi kia dùng sạch để rèn luyện thân thể bản thân. Hỏi thử hắn có nhìn thấy đồng môn của chúng ta hay không, ta cảm thấy người này có gì đó quái lạ, nhưng lúc hắn còn đang lột xác, bắt hắn trước đã, có người âm thầm nói. Nếu đang niết bàn mà bị phá ngang thì rất dễ xuất hiện vấn đề lớn, nặng thì tử vong, hoặc tẩu hỏa nhập ma, nhẹ là bị thương nặng. Soạt, một vùng sáng hiếm thấy tỏa ra, có mấy người đứng đó ra tay hòng bắt Thạch Hạo trước đã. Bọn họ mắc cùng một sai lầm, giống như mấy tốt người trước vậy, cảm thấy có cửu hoàng lôi trong tay thì thứ gì cũng có thể trấn áp, người cùng cấp căn bản không thể phản kháng. Nhưng là bọn họ hoàn toàn sai rồi, Thạch Hạo niết bàn gần kết thúc, hiện tại vừa kéo đã hoàn thành, hắn nhanh chóng đứng thẳng, người đồng thời cầm chặt vạn linh đồ xuất thủ. Thạch Hạo triển khai thân thể, sử dụng thức mở đầu của lục đạo luân hồi thiên công, kết ấn không ngừng, sáu thức cùng xuất hiện, hào quang rọi sáng cổ quán Thái Sơ, kịch liệt nổ vang. Không xong, người này quá mạnh mẽ, hắn đang dùng bí pháp gì thế, nhanh trấn áp hắn. Ồ, sao cửu hoàng lô lại mất hiệu lực rồi? Thạch Hạo lấy thiên công điều khiển triển khai cùng lúc sáu loại bảo thuật, trong chớp mắt mà thôi, phản phất rọi sáng cả vĩnh hằng, cầu vòng vạn luồng, tiên quang mông lung, khí hỗn độn phun trào, quá mạnh mẽ rồi. Tuy rằng những người này rất bất phàm nhưng tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, từng người một bị thương nặng, khóe miệng chảy máu. Lục đạo luân hồi, môn cổ thiên công này tái hiện nhân gian, một cô gái xinh đẹp lau sạch máu nơi khóe miệng, gian nan cùng kinh ngạc thốt như vậy. Đúng là lục đạo luân hồi, cung điện chí tôn muốn thức tỉnh và quan lâm nhân gian rồi sao? Có tiếng người khác run rẩy. Hắn là ai? Đây là câu hỏi của rất nhiều người, ai cũng nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời mắt. Tu vi mạnh mẽ như thế vì sao không tiến vào thư viện thiên thần? Đúng rồi, hắn là Hoang, bị đẩy tới chỗ này, sau khi tiến vào hầm mỏ cổ vẫn chưa hề chết, là hắn bị Nguyên Thanh bắt giữ và áp chế 10 năm cho nên mới bị đưa vào nơi đây. Mấy người bừng tỉnh, thậm chí có người nghe được một ít tin tức ngầm, biết tin tức Thạch Hạo bị đẩy đến chỗ này. Những người này ngay lập tức ngây người, người này là Hoang, một người trẻ tuổi đến từ 3000 đạo châu, không phải là nơi đại biểu cho vẻ hoang sơ và lạc hậu sao? Thạch Hạo sau khi khống chế xong đám người này thì mãi mê suy nghĩ có nên giết hay là không. Đám người này lợi dụng lúc hắn đang niết bàn để tấn công cũng không phải là đám tốt đẹp gì, nhưng nếu thực sự giết thì có thể sau này sẽ không được vào học viện thiên thần nữa. Cuối cùng hắn quyết định cướp sạch những thứ quý giá trên người của bọn họ, sau đó cắt bỏ một phần thần hồn của những người này để không còn nhớ gì tới hắn nữa. Giải quyết xong 5 người này, hắn cũng trở lại đám tân sinh 15 người lần trước, cũng làm việc tương tự. Thạch Hạo bắt đầu suy nghĩ cách để tập hợp với đám trưởng lão của thư viện thiên thần, cứ thế đi ra hay là chờ bọn họ đi vào đây. Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì biến cố xảy ra, trong bóng tối từng đôi mắt xanh biếc chợt bừng sáng, giống như những con sói đói làm cho linh hồn người khác phải phát sợ, cảm thấy sợn cả tóc gáy. Lông tóc của Thạch Hạo trong nháy mắt dựng đứng lên, xoay người rời đi, nhưng mà hắn phát hiện nơi lối ra còn có nhiều cặp mắt màu xanh lục hơn và chúng lao về phía hắn chặn đứng đường lui, tình huống chẳng ổn chút nào. Thạch Hạo biến sắc, không có cách nào ngoài việc lao vào bên trong. Tiếng thú gào truyền ra chấn động thiên địa, cả tòa cổ quán Thái Sơ đều rung lắc dữ dội. Ngoại giới, một đám người đều biến sắc, bọn họ đều nghe thấy tiếng thú gào đầy khó hiểu kia. Khuôn mặt của hai vị trưởng lão của thư viện thiên thần trầm như nước, cửu hoàng lô đã bay trở về, thế nhưng những đệ tử kia lại chẳng thấy đâu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồn đăng của bọn họ vẫn sáng, không có một ai chết cả, vì sao có đi mà không có về? Không còn cách nào, ta đi vào nhìn thử, một vị trưởng lão nói. Bởi vì hắn nghe được tiếng thú gào, bên trong cổ quán Thái Sơ tự hồ có rắc rối gì đó, nếu tiếp tục trụ trừ nữa thì không chừng đám đệ tử đã vào trong sẽ phát sinh nguy hiểm. Để ta đi cho, người còn lại nói, đồng thời nắm lấy cửa hoàng lô, nhanh chóng đi về phía cổ quán Thái Sơ. Hai người bọn họ không thể cùng đi vào, cần lưu lại một người để tiếp ứng, cũng là để phòng ngừa bị nhốt lại sau khi tiến vào trong. Vốn chỉ là một lần rèn luyện, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho bọn họ vừa đau đầu vừa lại tự trách, hối hận vì đã mang nhóm người tới cổ quán Thái Sơ này. Vị trưởng lão kia hóa thành một bóng mờ với tốc độ rất nhanh, tay nâng cửa hoàng lô cao bằng nắm đấm, ráng đỏ chạy xuống, cao vút vào cổ quán Thái Sơ, cứ thế biến mất không thấy. Đây là cái gì? Hắn ta vừa mới hạ xuống thì liền nhìn thấy những cặp mắt màu xanh biếc đang ngóng nhìn về một nơi, như là đang đuổi theo cái gì. Cổ thú chưa từng thấy bao giờ, thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ do xác chết biến thành. Vẻ mặt của trưởng lão thư viện thiên thần trở nên căng thẳng, kèm theo vẻ bất an. Hắn ta trầm mặc cửa hoàng lô trong tay rồi nhanh chóng xông về trước, bởi vì hắn cảm ứng được hơi thở của một vài học sinh. Rất nhanh, hắn ta nhìn thấy một đống người đặt bên trong một trận pháp, tất cả đều không thể động đậy được.
Cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Trạng thái của những học sinh này rất tồi tệ, mơ hồ không thôi, tựa hồ đã quên mất từng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, vị trưởng lão này lại tìm được mười mấy người từ trong một trận pháp khác. Các đệ tử đều đã tìm đủ, không có ai chết cả nên khiến hắn vui mừng không thôi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đám cổ thủ kia thì tâm trạng lại nặng nề. Những sinh vật kia mang theo khí tức thối rữa, thế nhưng lại hết sức mạnh mẽ khiến cho người ta kinh sợ hãi. Bọn chúng đang đuổi theo cái gì? Trưởng lão thư viện thiên thần lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn muốn đứng nhìn dưới xem rõ ngọn ngành. Vị trưởng lão này tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng từng động tác lại nhanh như thỏ, tựa như đại bàng dương cánh xé tan trời cao, vô cùng nhanh lẹ. Nhưng mà khi hắn đuổi theo thì chợt rùng mình một cái, hắn nhìn thấy một bóng người, tuy rằng đứng cách rất xa thế nhưng cơ thể chợt run rẩy. Đây là chuyện trước giờ chưa bao giờ có, sau khi hắn thành đạo, tu vi đạt đến đỉnh cao nhất đời thì vẫn chưa hề gặp phải tình huống khiến cho linh hồn hắn co giật, muốn quỳ sát người. Thật lực của hắn kinh khủng cỡ nào chứ, không nói quét ngang các giáo trong thiên hạ, thế nhưng cũng không tới mức sẽ run lẩy bẩy mới đúng. Dù cho hắn nâng lên cửu hoàng lô thì vẫn không thể giảm bớt loại ý nghĩ sợ hãi vốn có này. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được bóng người kia, người đó quay đầu lại và lộ ra hình dáng. Vị trưởng lão thư viện thiên thần như bị sét đánh, cả người tê cả, tóc bạc dựng đứng, khiếp sợ đến tận tột cùng, lạnh toát cả người. Đó là một người có khuôn mặt đờ đẫn, một đôi mắt sâu như hang động, không hề có một chút thần thái nào. Trưởng lão của thư viện thiên thần đã gặp người này, thực sự là hắn sao? Âm thanh của hắn run rẩy, nội tâm sinh ra một nỗi sợ hãi lớn lao. Đây không phải là người thời này, nhưng với hắn và một số cường giả cấp cao nhất mà nói thì cũng không tính là xa lạ. Bởi vì ở Cưu Thiên Thập Địa này còn có một vài ngôi miếu thần cổ xưa, bên trong còn có thờ phụng tượng đất kim thân của người này. Hắn là cường giả vô thượng ở kỷ nguyên trước. Nếu hắn không mạnh thì dựa vào đâu mà pháp thân của hắn lại được thờ phụng trong miếu thần cổ xưa kia? Sau khi bị một con ngư sâu thẳm kia nhìn lướt qua, thì vị trưởng lão của thư viện thiên thần cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Và đúng lúc này hắn có cảm giác nghẹt thở, hô hấp gần như ngừng lại. Cái cảm giác này vô cùng tệ hại, linh hồn của hắn gần như muốn rời khỏi cơ thể. Đó là một người thế nào? Dù cho thân mang khí tức của người chết mà vẫn có sức mạnh đáng sợ như vậy. Dù cho có muốn làm gì đi nữa, thì trưởng lão của thư viện thiên thần cũng chỉ có chọn lựa chạy trốn. Mặc cho hắn đang nắm chặt cửa hoàng lô, thì cũng không nghĩ rằng mình sẽ có chút may mắn nào, cho nên không dám dừng lại dù là tích tắc. Thân ảnh kia nhìn về phương hướng hắn rời đi, vẫn đờ đẫn, vẫn trầm mặc như cũ. Một lát sau mới bước về phía trước. Thạch Hạo tự nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ to lớn, như đang kề sát bên vực sống chết, có một loại cảm ứng thông linh đầy đáng sợ chợt dấy lên trong lòng. Hắn biết mình không cách nào chiến thắng được sinh linh đang đến gần kia. Cuối cùng Thạch Hạo trốn vào cung điện cổ màu đen, đứng chung với 6 vị cường giả đang thể hiện thức mở đầu của lục đạo luân hồi kia, tay cầm vạn linh đồ lặng lặng chờ đợi. Hắn thực sự đã hết cách, con đường phía trước không thông nên đành trốn vào cung điện cổ màu đen này. Xa xa truyền đến tiếng thú gào, đều là của cổ thú cả, thực lực mạnh mẽ vây quanh nơi này. Đồng thời Thạch Hạo cũng cảm giác được luồng hơi thở chết chóc này, quả thật chính là tự thân đang tới gần. Vừa ý ai là sẽ bắt người đó. Thạch Hạo đứng yên chờ hắn và những sinh vật này rời đi, lặng lặng chờ đợi. Sau khi Thạch Hạo xác định mỏ quặng cổ đã yên tĩnh không gặp nguy hiểm thì hắn bắt đầu lao nhanh ra khỏi mỏ quặng cổ, từ nơi lối ra vọt lên trên. Thạch Hạo thoát vây, hắn ở trong hầm mỏ âm u dưới lòng đất rất nhiều ngày, hiện giờ lại được nhìn thấy những dãy núi chập trùng, ánh mặt trời sáng chói dường như một giấc mộng vậy. Đáng tiếc lần này không tìm được đá sinh mệnh. Đến đi vội vàng, hắn không thể nhìn thấy được loại đá kỳ lạ đó, có thể đã từng gặp phải nhưng lại bỏ qua mất. Sau khi ra ngoài, Thạch Hạo vận dụng đại thần thông xuất địa thành thốn chìm vào lòng đất và nhanh chóng rời khỏi khu vực này, không gây chú ý cho những người khác. Bởi vì nơi này vừa mới xảy ra biến cố quá lớn, ngay cả trưởng lão của thư viện thiên thần cũng phải rút lui và trốn thoát trong sợ hãi, cho nên những thế lực lớn khác sẽ không dám vây chặt nơi đây. Chỉ là xa xa vẫn còn có người, hơn nữa rất nhiều đang canh giữ ở đây. Hành tinh này rất lớn, diện tích rất rộng, Thạch Hạo ẩn náu không muốn bại lộ, suy tính việc rời đi nơi này. Trông chờ vào việc bay về vô lượng thiên thì độ khó quá lớn, bởi vì hiện tại đã tiến vào vũ trụ. Hành tinh này tách xa khu của giới kia, nếu hắn muốn tự mình bay ra thì không biết đến năm tháng nào mới có thể tới đích. Huống hồ trên đường đi còn có rất nhiều tàn tích, trận văn san sát, tinh vực đã từng là chiến trường cổ xưa, có thể nói là nguy hiểm lớp lớp, khó lòng tự rời đi được. Chỉ có thể chờ đợi thôi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, ở lại lâu như vậy rồi thì lại đợi thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Mấy ngày liền Thạch Hạo lanh quanh trong khu vực này, dõi mắt nhìn căn cứ của những thế lực lớn kia, vẫn không có chiến thuyền cỡ lớn nào cất cánh, cũng không có nhân viên rời đi. Hắn cần một cơ hội mượn chiến thuyền của những người này rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi. Việc này rất cần kiên nhẫn, thế nhưng Thạch Hạo lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cảm thấy bức rứt tức tối, dù sao cũng đã quyết định rời đi rồi. Chờ rất nhiều ngày, hành tinh Thái Sơ cuối cùng cũng trung chuyển, xa xa có một chiếc thuyền lớn màu xanh lam hạ xuống, tiếp đó có rất nhiều người vây quanh chờ đợi chiến thuyền mở ra. Thạch Hạo trở nên căng thẳng và cũng vọt tới lẫn vào trong đám người. Thuyền lớn ngừng lại 2 ngày, thời gian này rất náo nhiệt, ầm ĩ khắp nơi. Người của một vài thế lực lớn quá giang thuyền đã trở về, chuyện này rất bình thường. Thường ngày chỉ cần là chiếc thuyền vãng lai đều sẽ nể mặt tiện đường chở người nơi này quay về. Thạch Hạo đón lấy cơ hội lẻn lên thuyền cổ, người rất nhiều hò hét loạn cả lên. Thạch Hạo thừa dịp rối loạn đi lên thuyền. Đương nhiên một vài người thân vận quá thấp muốn lên sẽ phải trả giá rất đắt. Cũng may hắn đã cướp sạch một đám thiên tài thư viện thiên thần. Sau khi đi lên, hắn bất đắc dĩ đưa ra một ít thiên tài địa bảo hiếm thấy nên mới lén lút qua được cửa. Ở tình huống như vậy, những thuyền viên sẽ nhắm mắt cho qua, bởi vì bọn họ đã thấy nhiều. Thường thường là một vài con cháu thế gia phạm tội bị đầy tới đây, sau đó sẽ nghĩ biện pháp trốn trở về, vì vậy Thạch Hạo vẫn xem như thuận lợi.
Đương nhiên, hắn trước tiên dùng 72 biến thay đổi dung mạo, phòng ngừa một chút nguy cơ tiềm ẩn. Thuyền lớn khởi hành ù ù vang vọng, cắt ra phía chân trời và hóa thành một vệt sáng xanh lao nhanh vào tinh không đầy tối tăm. Thuyền lớn vượt qua tinh không, không ngừng xuyên qua các vết nứt không gian, tốc độ cực kỳ nhanh lao vút về phía trước. Cuối cùng, một khu đại lục cổ xưa xuất hiện, bọn họ đã trở lại Vô Lượng Thiên. Lần này ta phải tiến vào thư viện thiên thần, nhất định phải quật khởi, Thanh Hạo tự nói, ánh mắt kiên nghị. Mất nửa tháng sau khi tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm có, sau cùng dựa vào những truyền tống trận thì hắn đã đến gần mục tiêu, đi tới khu vực đóng đô của thư viện thiên thần. Sau khi tới nơi này, chỉ cần hơi hơi hỏi thăm thì hầu như tất cả mọi người đều biết thư viện thiên thần ở nơi nào, không cần phải lo lắng việc lạc đường, bởi vì ngoài thời gian này có rất nhiều người chạy về nơi đó, hy vọng có thể được tuyển chọn tiến vào thư viện. Trên đường, Thanh Hạo gặp được không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, sau khi hỏi kỹ thì mới biết cùng mục đích với hắn, muốn tiến vào thư viện thiên thần. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên, không phải cuộc tuyển chọn đã sớm kết thúc rồi sao? Vậy mà còn có rất nhiều người chạy tới như thế. Đến khi tiến sâu vào tinh thần hải, sau khi tới gần thư viện thiên thần thì người trên đường càng hơn nhiều, có mấy người cưỡi voi cổ màu trắng, có người ngồi trên long văn tước, phần lớn đều là đệ tử của thế lực siêu cấp. Cuối cùng đã đến, phía trước núi lớn nguy nga, khí tiếng cuồn cuộn, ráng làm dân trào, vừa nhìn lên liền là biết tịnh thổ nhân gian ít có. Thế núi chập trùng dường như hơn vạn con chân long ngủ đông, dãy núi nơi đây đều là do đế tinh xếp chồng lên nhau, linh khí sung túc, vật chất thần tính nằm dày đặc, có người nói. Vừa mới tới ngoài sơn môn thì Thạch Hạo lập tức bị chấn nhiếp, người nơi này cũng quá nhiều, giữa bầu trời còn có các loại chim thần mang theo một ít công tử và tiểu thư, đều là tuấn tài nhân gian, tất cả đều có thành tựu nhất định trên con đường tu đạo. Làm sao có nhiều người tới đây như vậy, chẳng phải thư viện lựa chọn đệ tử đã kết thúc rồi sao? Thạch Hạo không nhịn được hỏi người bên cạnh, lập tức khiến cho những người khác trợn tròn mắt, không để ý tới hắn, chỉ có một người khó hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người đi theo sao? Một câu nói đã làm cho Thạch Hạo thất kinh, rất nhanh hắn cẩn thận hỏi kỹ mới hiểu rõ tình huống thực sự, lập tức có chút ngưỡng người. Thư viện thiên thần chọn lựa đệ tử đã kết thúc từ lâu rồi, kiệt xuất sơ đại của các giáo tại đây cũng phải tranh đoạt cơ hội để trở thành đệ tử mà là thành người đi theo của đệ tử trụ cột. Qua một quãng thời gian, một vài đệ tử thư viện thiên thần sẽ tuyển chọn một vài tôi tớ, hầu gái, người đi theo. Những người này đường xa mà đến cũng chỉ vì một cơ hội, có thể tiến vào thư viện thiên thần mà thôi, cũng không để ý tới loại thân phận kia. Tại sao vẫn chưa ra, chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, có người oán giận. Trong những sinh linh này không thiếu tuấn kiệt mạnh nhất bộ tộc, công chúa của một quốc gia. Bọn họ không chỉ có đạo hạnh tinh thâm, thực lực mạnh mẽ và thân phận cũng vô cùng ghê gớm. Đương nhiên cũng có người như Thạch Hạo cho rằng đi tranh giành làm người đi theo không hợp với thân phận của mình, trong lòng sinh mâu thuẫn không thôi. Ồ, xuất hiện rồi, Lục Đà, hắn đã hiện thân rồi. Có người kinh ngạc lên tiếng khiến cho vẻ huyên náo càng ầm ĩ hơn ngoài sơ môn. Rất nhiều người ánh mắt tung sùng nhìn tới. Người này là một truyền kỳ, chưa từng thất bại bao giờ. Mặc dù trông rất đẹp trai, thế nhưng lúc lên tiếng lại ồm ồm dường như tiếng sấm. Mà vào lúc này sơn môn mở ra, đồng thời rất nhiều người xuất hiện, không chỉ riêng Lục Đà mà còn có những nhân vật danh tiếng khác cũng đã tới. Các vị đệ tử nòng cốt đều đã đi ra rồi, là muốn tuyển người đi theo đó. Có người kinh ngạc thốt lên, nơi này lập tức loạn cào cào. Một đám người lao lên và nhắm về phía mấy người Lục Đà, ai cũng hy vọng mình sẽ biểu hiện sự kinh diễm cùng với tài năng trước mặt mấy người đó. Thanh Hạo thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ là việc tranh giành loại tiêu chuẩn này mà đã gây cấn như thế. Có thể thấy được việc chọn lựa đệ tử chân truyền trước kia sẽ cũng kịch liệt như thế nào. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy chuyến đi này có chút khó khăn. Thư viện thiên thần lại từ chối mấy vị học sinh có tiềm lực mạnh mẽ, vả lại hắn cũng là người đến muộn cho nên sẽ bị từ chối. Ồ, mong nhìn kìa, Yên Nguyệt công chúa cũng tới rồi. Một đám nam tu hưng phấn rồi chạy nhanh về một hướng và nhìn chằm chằm cô gái với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, như là đang nhìn một khối trân bảo hiếm thấy. Yên Nguyệt công chúa đến từ một hoàng triều cổ xưa, cũng thuộc về trường sinh thế gia cổ xưa. Có người nhỏ giọng nói ra thân phận của cô gái ấy, những người khác thở dài, quả nhiên lai lịch rất lớn. Thế gian này gia tộc và hoàng triều do trường sinh giả khai sáng đều tuyệt đối là thế lực cao cấp nhất, không có bao nhiêu kẻ có thể sánh vai. Ồ, Yên Nguyệt công chúa cũng đang tuyển người, nàng cần hai tên tôi tớ, còn cần một con cổ thú kéo xe. Tin tức truyền ra, một đám người chen chúc mà đi, dùng hết khả năng để thể hiện bản thân. Trời ạ, kia không phải là Bạch Hoàng sao? Nhưng tài kiệt xuất một đời của tộc Bạch Hổ, có thể nói là chỉ tôn trẻ tuổi một phương, lại cam nguyện đi kéo xe, thật quá đáng mà. Sao hắn lại đưa ra quyết định này chứ? Tất cả xôn xao, nơi này rối loạn, rất nhiều người đều không thể tin được, nhìn chằm chằm về phía trước. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Bạch Hoành là muốn làm gì? Không để ý đến thân phận, chìm đắm trong trụy lạc, muốn hóa thành thú cưỡi kéo xe cho người. Yên Nguyệt công chúa trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, có tuấn kiệt trẻ tuổi tuyệt thế cam nguyện như vậy, đủ để chứng minh rằng mị lực của nàng lớn bao nhiêu. Tiểu thư Vương Hy đến rồi, cũng muốn tuyển người theo đuổi. Tin tức như sấm nổ khiến nơi này chấn động, tu sĩ khắp nơi ở ngoài sơn môn đều nhìn về hướng đó, lộ ra vẻ ước ao, hy vọng sẽ được nàng tuyển chọn. Minh Châu ống ánh của trường sinh thế gia vương tộc, tu ra ba luồng tiên khí, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt diễm thiên hạ. Khi tiếng hô này truyền đến thì Thạch Hạo đã biết nàng là ai. Kim cương trác trên đầu hắn chính là do người tộc này đeo vào ở cổ quán Thái Sơ, chính là thu phục để làm tô tớ cho cô gái này. Thật sự rất xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, rất nhiều người thán phục, có chút mê say. Tu vi đã đến cảnh giới như bọn họ, bình thường mà nói sắc đẹp rất khó mê hoặc tâm thần, trừ phi quá mức yêu diễm hoặc tinh thần của chính mình tự rung động. Rất rõ ràng cô gái này bất kể là dung mạo hay vóc người, hoặc là tinh thần khí chất cũng có thể coi là tuyệt đại gia nhân. Đột nhiên nàng nhìn thấy Thạch Hạo lập tức ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp thần quang lấy lên rồi biến mất, nhanh chóng đi về phía hắn. Trên đầu Thạch Hạo có một vòng kim cương trác, nó đang tản ra gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có người trong tộc các nàng mới có thể cảm giác được, bởi vì đây là pháp khí luyện chế dài theo chỉ bảo trong tộc.
tộc. Tổ khí kim cương trác của tộc này rung động chín tầng trời, ai mà không biết. Trên đầu thiếu niên này sử dụng hàng nhái kim cương trác có chất liệu cao cấp nhất, người bình thường không thể dùng. Vương Hy vừa nhìn liền biết thiếu niên này có lai lịch bất phàm, nếu không người trong tộc tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy. Đoạn này mình giải thích thêm một chút. Mọi người còn nhớ lúc Thạch Hạo mới tới cổ quán Thái Sơ không? Lúc đó hắn được một đám trưởng lão trong gia tộc của Vương Hy nhìn trúng, muốn hắn tìm đá sinh mệnh cho Vương Hy. Sau đó sẽ nghĩ cách đưa hắn ra khỏi cổ quán, nhưng lại sợ Thạch Hạo nửa đường bỏ chạy, nên đã đặt cái kim cương trác này lên đầu của hắn, coi như là ký khế ước. Giờ Vương Hy nhìn thấy liền cảm ứng được, là trưởng lão trong tộc bảo người đến hả? Vương Hy bí mật truyền âm, rất nhu hòa cũng rất êm tai, như tự nhiên vang vọng trong lòng người. Nàng biết người trong tộc đang vì nàng xem xét tôi tớ thích hợp, từng nói khi tuyển chọn người tốt nhất sẽ lấy loại kim trác này trói buộc, nói rõ người trước mắt rất vi phạm. Thạch Hạo hoàn toàn không có gì để nói, hắn thực sự không muốn bị người khác chú ý, đặc biệt là rước lấy sự chú ý của một đám người, hắn chỉ muốn im lặng đi vào thư viện thiên thần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tình huống có chút biến hóa, hắn cũng không trả lời, chỉ là nhìn lướt qua Vương Hy rồi nhìn về phía khác, không rảnh để quan tâm. Chính là ngươi, Vương Hy mở miệng, mặt cười sáng chói khiến cho người không mở mắt nổi. Mắt ngọc mày ngài, quang cảnh xinh đẹp động lòng khiến rất nhiều tu sĩ giật mình. Ngay sau đó sát khí nổi lên, rất nhiều sinh linh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cũng lúc về phía hắn còn đố kỵ và căm phẫn, rất không cam lòng. Mọi người rõ ràng Vương Hy đã tuyển chọn Thạch Hạo, muốn mang hắn vào thư viện thiên thần. Tới đây thì cũng kết thúc của nội dung tập 253 của Thế Giới Hoàng Mỹ rồi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.